Xin chào mọi người đã quay trở lại với chia sẻ kiến thức. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến mọi người tóm tắt của quyển sách Những đòn tâm lý trong bán hàng của tác giả Brian Tracy. Để hiểu được cách mà các nhà tiếp thị và bán hàng dẫn dắt người tiêu dùng mua sản phẩm của mình, những phương pháp và cách rèn luyện để phát triển khả năng đọc hiểu tâm lý người mua, nắm bắt tốt nhất khả năng bán hàng của một trong những chuyên gia trong lĩnh vực này. Để bán hàng trong thời buổi bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay là một điều không hề dễ dàng. Ngoài sự cạnh tranh khốc liệt của các nhãn hàng, sự lan truyền thông tin của mạng Internet, bên cạnh đó là sự sáng suốt của các khách hàng khiến nỗ lực bán hàng của bạn càng ngày càng lớn hơn. Bất cứ ai sinh ra đều có thể làm được nghề bán hàng. Một số người sinh ra với sự tự tin hoàn hảo, kỹ năng giao tiếp tuyệt vời và cực kỳ có duyên trong việc thuyết phục người khác mua những gì họ bán. Nhưng hầu hết những người còn lại thì không có khả năng đó. Dù vậy, bất cứ ai cũng có thể là một nhân viên bán hàng xuất sắc. Khi bán hàng, bạn chỉ cần giỏi hơn và khác biệt đôi chút trong mỗi công đoạn sẽ dần tạo nên một khác biệt lớn về thu nhập. Dựa trên kinh nghiệm của một trong những bậc thầy bán hàng thành công nhất trên thế giới, những đòn tâm lý trong bán hàng sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về các kỹ năng mà mọi chuyên gia bán hàng cần biết. Nếu bạn muốn vượt xa đối thủ cạnh tranh trong công việc và có thêm thu nhập, cuốn sách này là để dành cho bạn. Trong cuốn sách này, bạn sẽ tìm ra lý do vì sao lại nói rằng tiềm thức có thể là vũ khí bán hàng tốt nhất của bạn. Học hỏi suốt đời đem lại cho bạn lợi thế như thế nào trong bán hàng và đặt vị thế của bản thân vào người mua để trở thành người bán thành công. Thúc đẩy năng lực của tiềm thức để bán hàng thành công. Hiện tại trong danh sách việc cần làm của bạn đang có gì? Có lẽ chỉ có một vài công việc lặt vặt như đổ rác hoặc mua một cốc cà phê. Bạn có biết rằng danh sách các công việc cần làm là một công cụ tuyệt vời cho nhân viên bán hàng hay không? Đây là một công cụ để khai thác sức mạnh tiềm thức, từ đó đạt được mục tiêu bán hàng. Nghe quả thật khó hiểu phải không nào? Tiềm thức đóng một vai trò quan trọng trong công việc của một nhân viên bán hàng. Tiềm thức được thể hiện trực quan qua biểu cảm khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể. Bằng cách viết ra những mục tiêu cần thực hiện trong một danh sách đơn giản, bạn đang vô tình định hình cho tiềm thức của mình một khuôn khổ để làm việc hiệu quả hơn. Nếu bạn là một nhân viên bán hàng, hãy bắt đầu bằng cách viết một danh sách dài, không phải chỉ có các mục tiêu của bạn mà còn có cả lý do tại sao bạn muốn đạt được những mục tiêu này. Danh sách càng dài, bạn càng có động lực. Tại sao lại vậy? Bởi vì mỗi một lý do là một mảnh ghép hình thành nên tiềm thức của bạn. Lấy ví dụ, một nhân viên chỉ với hai lý do để đạt được mục tiêu bán hàng của mình là mua một chiếc xe mới và đi du lịch vòng quanh châu Âu thì sẽ rất dễ nản chí so với một nhân viên bán hàng nêu ra các lý do rất chi tiết như sửa lại ngôi nhà, mua đồ chơi cho con cùng nhiều lý do khác nữa, và thậm chí họ xem lại vào mỗi buổi sáng. Bất kể điều gì chúng ta lên kế hoạch trong tiềm thức của mình, chỉ cần chúng ta liên tục nuôi dưỡng nó, một ngày nào đó nhất định nó sẽ thành hiện thực. Những danh sách động lực này chỉ là một phần trong công cụ của các nhân viên bán hàng, là một trong những kỹ thuật mà chúng ta nên sử dụng để khiến tiềm thức làm việc cho mình. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét một kỹ thuật khác, đó là lòng tự trọng. Xây dựng được lòng tự tôn, thu nhập của bạn sẽ tăng lên. Bạn hãy thử điều này vào sáng mai, nhìn vào gương và tự nói với chính mình rằng bạn là người quản lý bán hàng giỏi nhất cả nước. Vâng, có vẻ điều này hơi khoa trương, phải không nào? Mặc dù bạn sẽ cảm thấy xấu hổ nếu có ai đó nhìn thấy, nhưng thật sự điều này sẽ mang lại một số lợi ích mà bạn không hề tưởng tượng nổi. Mỗi tuyên bố bạn nói với bản thân đều mang đến cho tiềm thức của mình một bức tranh tinh thần về lòng tự tôn, và sau đó nó sẽ cố gắng biến chúng thành sự thật. Bạn đã bao giờ nói với bản thân mình rằng mình thật tồi tệ vì đã làm hỏng mọi chuyện, và rồi lại thấy mình mắc lỗi tương tự hết lần này đến lần khác? Bây giờ hãy chuyển đổi cách tự nói chuyện với bản thân từ tiêu cực sang tích cực và đón nhận sự thay đổi bạn nhé. Nó sẽ hoạt động theo cách có lợi cho bạn. Tự đối thoại với bản thân theo cách tích cực sẽ làm cho bạn tự tin hơn, thoải
thoải mái hơn và hoàn thành công việc tốt hơn. Một người quản lý bán hàng thành công sẽ luôn lặp đi lặp lại những lời khẳng định tích cực với bản thân. Tôi bình tĩnh, tự tin và mạnh mẽ. Nếu mong muốn này thật sự chân thành, thì bạn sẽ sớm trở thành con người như thế. Tiềm thức của chúng ta sẽ khuyến khích bản thân phản ứng bình tĩnh, tự tin và mạnh mẽ trong các tình huống căng thẳng. Nếu được giao KPI bán hàng cho một đợt giảm giá sắp tới, những nhân viên bán hàng tuyệt vời sẽ bắt đầu nhớ lại lần bán hàng tốt nhất mà họ từng thực hiện và tự nhủ với bản thân rằng họ có thể lặp lại thành công đó một lần nữa. Mặt khác, những nhân viên bán hàng yếu kém lại nhớ đến những trải nghiệm bán hàng tồi tệ nhất của họ. Anh ta bắt đầu nói lắp và căng thẳng. Ngược lại, nhân viên bán hàng tự tin sẽ thể hiện phong cách chuyên nghiệp suốt bài thuyết trình với khách hàng. Theo bước những người dẫn đầu. Học là một quá trình kéo dài cả đời. Nó không chỉ đơn thuần kết thúc khi ta tốt nghiệp đại học. Tất cả chúng ta đều bắt đầu cuộc sống của mình với một lượng kiến thức thực tế khá hạn chế. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta là tự học càng nhiều càng tốt. Những người không làm được như vậy sẽ nhanh chóng bị tuột lại phía sau. Vì vậy, hãy đặt cho mình mục tiêu học thêm một điều mới mỗi ngày. Sau đó áp dụng phần kiến thức mới này để sử dụng ngay khi bạn có thể. Bằng cách học hỏi những điều mới trong lĩnh vực chuyên môn của mình mỗi ngày, chúng ta sẽ tiến một bước gần hơn đến sự xuất sắc. Chuyện kể rằng một nhân viên bán hàng là khách hàng của tác giả đã nghe một chương trình radio hàng ngày trên giường đi làm. Chương trình này đưa ra những lời khuyên về cách cải thiện lòng tự trọng, mỗi ngày một lần, dẫn dắt sự nghiệp và phát triển chiến lược thể hiện bản thân. Khi đến nơi làm việc, anh ấy sẽ áp dụng những bài học mới này vào các tình huống thực tế tại nơi làm việc. Kết quả là anh ta đã tăng gần gấp đôi doanh số bán hàng của mình. Bạn cũng có thể học hỏi từ những người xung quanh. Hãy tìm một cộng đồng chia sẻ những mối quan tâm, một mạng lưới những người chia sẻ các giá trị của bạn và hãy dành thời gian cho họ. Thành tích của họ cũng sẽ cải thiện bản thân bạn. Hãy tưởng tượng một giám đốc bán hàng luôn cảm thấy mình không làm tròn được vai trò được giao. Anh ta nhận ra rằng những người trong công ty thường có suy nghĩ tiêu cực và điều đó tác động tiêu cực đến tâm lý của anh. Đã đến lúc anh ấy cần tìm kiếm một công ty mới. Bằng cách kết hợp những nhân viên bán hàng khác hàng đầu, lắng nghe họ tư vấn và thực hành các kỹ thuật của mình, sự tự tin và khả năng bán hàng của anh ấy sẽ được cải thiện rõ rệt. Khám phá các nhu cầu cơ bản của khách hàng bằng những câu hỏi hợp lý. Giả sử bạn muốn mua một sản phẩm, tuy nhiên khi bạn đến và hỏi nhân viên bán hàng một số câu hỏi về nó, họ dường như chỉ thao thao bất tuyệt về tất cả những gì họ biết về sản phẩm họ muốn bán, hơn là lợi ích của sản phẩm mang lại cho bạn là gì. Bạn nghĩ bạn còn có muốn mua nó nữa không? Chắc chắn là không. Khách hàng sẽ không quan tâm đến quá trình phát triển sản phẩm như thế nào hoặc sản phẩm có tính năng đặc biệt gì nếu họ không biết sản phẩm đó giúp gì cho mình. Những người bán hàng tài ba biết rằng khách hàng sẽ chỉ sử dụng sản phẩm của bạn nếu bạn cho họ thấy lý do vì sao họ cần sản phẩm này. Vì vậy, chúng ta cần đặt câu hỏi tập trung vào những nhu cầu, kết quả hay lợi ích cụ thể mà khách hàng đang tìm kiếm thì mới mong bán được hàng. Hãy xem trường hợp thực tế sau. Một nhân viên bán hàng khi giới thiệu một chiếc xe hơi có thể thao thao bất tuyệt về màu sắc hoặc các tính năng tuyệt vời của động cơ trong nhiều giờ liền. Nhưng khách hàng của anh ta sẽ hoàn toàn không cảm thấy thuyết phục nếu họ cho rằng sản phẩm này không giúp ích gì cho mình. Chỉ bằng cách đào sâu vào các tính năng mà chiếc ô tô này sẽ mang lại cho khách hàng, ví dụ như tiêu thụ ít xăng như thế nào, có cốp rộng và hệ thống cảnh báo đổ xe thực tế ra sao. Nhân viên bán hàng có thể cho khách hàng thấy rằng sản phẩm này có những gì mà khách hàng mong muốn. Nhưng trong trường hợp khách hàng tiềm năng không biết họ muốn gì hoặc điều gì xảy ra nếu họ không nói rõ ràng được điều họ muốn, bạn sẽ làm gì? Đúng vậy, hãy bắt đầu đặt câu hỏi. Tại sao họ muốn mua sản phẩm này? Họ kỳ vọng gì vào nó? Nếu một gia đình đang hy vọng mua ngôi nhà, điều gì là quan trọng nhất đối với họ? Một mức giá vừa phải, một trường hợp tuyệt vời cần đó cho con cái của họ, hoặc có thêm không gian cho gia đình của họ. Hãy tiếp tục đặt câu hỏi và chúng sẽ giúp bạn khám phá ra khách hàng tiềm năng của mình thực sự là ai và họ mong muốn điều gì. Điều này sẽ cho phép chúng ta điều chỉnh cách nói chuyện phù hợp với họ. Một bài thuyết trình thuyết phục và kết quả bán hàng sẽ thành công.
Mọi người mua sản phẩm để tìm kiếm sự công nhận xã hội. Hành vi tiêu dùng này xảy ra khi chúng ta mua một thứ gì đó, phải không nào? Có rất nhiều lý do khác nhau giải thích tại sao ai đó lại mua hàng của bạn. Người ta mua vì thấy nó rẻ tiền hay mua vì thấy nó đẹp. Thực ra, nó không hề đơn giản như vậy. Để được công nhận ở mọi khía cạnh về địa vị, tầm ảnh hưởng, sức mạnh, tính cách hoặc đơn giản là muốn thay đổi bản thân, con người có xu hướng tiêu dùng. Nhiều người quan tâm liệu sản phẩm đó sẽ thể hiện địa vị xã hội của họ như thế nào hơn là quan tâm giá của sản phẩm. Đối với các nhân viên bán hàng, điều quan trọng là bạn phải nắm bắt và cảm nhận được giá trị cảm xúc nào mà sản phẩm của bạn có thể mang lại cho khách hàng. Từ đó, bạn có thể cung cấp cho họ sự lựa chọn tốt nhất. Hãy tưởng tượng một nhân viên bán hàng làm việc trong một công ty hoặc một cửa hàng bách hóa. Một khách hàng đến mang theo một chiếc túi Louis Vuitton đắt tiền, yêu cầu xem những mẫu đồng hồ hiện tại. Nhận ra khách hàng tiềm năng này có lẽ không phải lo lắng nhiều về giá của chiếc đồng hồ. Cô ta có vẻ sẽ quan tâm nhiều hơn đến giá trị cảm xúc của nó như một biểu tượng của địa vị. Một nhân viên bán hàng tốt sẽ giới thiệu cho khách hàng kia thương hiệu đồng hồ Rolex. Sau đó, cô ta sẽ dành thời gian để giải thích cho vị khách kia những chiếc đồng hồ này thực sự đặc biệt như thế nào, được chế tạo tỉ mỉ và kỳ công ra sao, chúng đáng mơ ước như thế nào. Bạn sẽ có được sự tin tưởng của khách hàng bằng cách cho họ thấy bạn thật sự quan tâm đến nhu cầu của họ. Bạn biết không, thật sự khách hàng luôn có những nghi ngại khi mua hàng. Nếu một khách hàng mua hàng của bạn, họ sẽ phải từ bỏ sự tự do và linh hoạt tài chính ở một mức độ nào đó mà họ từng có trước khi trả tiền cho bạn. Nói cách khác, chúng ta luôn đánh đổi sự an toàn tài chính cho một sản phẩm mà chúng ta mong muốn. Nếu bạn muốn khách hàng tiềm năng của mình vẫn mua sản phẩm bất chấp điều này, thì có một khía cạnh khác trong trải nghiệm mua hàng mà bạn cần khéo léo đưa ra, đó là dự đoán cảm xúc. Một nghiên cứu của Đại học Chicago đã minh họa xu hướng mọi người mua hàng vì sự mong đợi mạnh mẽ khi sở hữu và sử dụng sản phẩm. Chỉ cần đảm bảo rằng cảm giác này vượt qua nỗi sợ mất mát tài chính của khách hàng, thì nó sẽ giúp nhân viên bán hàng cơ hội thành công cao hơn rất nhiều. Bạn có thể nâng cao cảnh giác an toàn của khách hàng bằng cách cung cấp chính sách hoàn tiền. Bất cứ điều gì bạn làm cũng cần mang lại cho khách hàng sự tin tưởng về tài chính. Bạn quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu của mình đến mức nào, điều đó hoàn toàn không quan trọng. Khách hàng tiềm năng sẽ luôn nghi ngờ động cơ của bạn. Để chiếm được lòng tin của họ, bạn cần chứng tỏ rằng mình có bằng chứng xác thực, bạn đáng tin cậy và bạn đã giúp đỡ cho khách hàng có những lựa chọn tuyệt vời trong quá khứ. Giả sử một gia đình mua một con chó. Đây là một quyết định lớn đối với bất kỳ gia đình nào và cần phải cân nhắc kỹ lưỡng về giống chó phù hợp với gia đình nhất. Một con chó dễ huấn luyện và thân thiện với trẻ em, có thể ở nhà một mình khi trẻ ở trường và sẽ là lựa chọn tốt nhất. Gia đình giao thử thách chọn con chó phù hợp cho nhân viên bán hàng, tin tưởng rằng họ sẽ làm tốt. Bằng cách chứng minh độ tin cậy và tính xác thực của mình, bạn sẽ nhận được sự tin tưởng và lòng biết ơn của họ. Đồng thời, họ chắc chắn sẽ tìm kiếm và giới thiệu dịch vụ của bạn cho bạn bè của họ trong tương lai. Do đó, việc xây dựng được tiềm thức tốt về khả năng bản thân, học tập không ngừng và luôn đặt bản thân vào vị trí của khách hàng sẽ khiến bạn có được những bước tiến tuyệt vời trong sự phát triển kỹ năng bán hàng của mình. Trên đây là tóm tắt của quyển sách Những đòn tâm lý trong bán hàng của tác giả Brian Tracy. Nếu có điều kiện, rất mong quý vị hãy mua sách gốc bằng những đường link có trong phần mô tả để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đừng ngần ngại để lại một like, subscribe và share video để chia sẻ kiến thức đến mọi người nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.